Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Vespa Supreme nâng cấp một loạt 91 đồ chơi cao cấp gây mê người nhìn. Nhắc về cái dòng Vespa Supreme, chắc chắn đa số anh em đều nghĩ đến một cái dòng xe sao cho mình kiểu dáng lịch lãm, quý phái, là niềm mơ ước của rất nhiều người. Nhưng anh em nghĩ sao về một phiên bản cao cấp hơn, với một cái sức hút mạnh mẽ hơn cấp vạn lần so với phần Nhật Bản. Nó ăn đứt từ độ thẩm mỹ đến hiệu năng. Ngay sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn về một phiên bản Vespa Supreme dư chất đủ lượng. Cái cụm đồng hồ nguyên bản đã được thay mới bằng đồng hồ của Sip, thông báo các phòng tua máy và rất nhiều thông tin hữu ích, tân tiến với lối hiển thị vô cùng đẹp mắt. Cái dàn tay lái của chiếc xe đã trông cực kỳ đẹp mỹ hơn rất nhiều nhờ một cái nắp bình dầu Daytona đi cùng với cuộc Daytona màu vàng đồng, giúp cho vị trí ga đỡ bị chống chảy. Cụm ga tận dụng cái cụm ga Domino hay ga dưới nó cứng cáp, đi kèm hai ống ga titan sặc sỡ. Nhiều chi tiết áo đã bị gọt bỏ để tạo cái khoảng trống phục vụ cho việc lắp đặt cái cụm đôi cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với cụm con dây Rainbow Disc, đảm bảo đem tính khả năng kiểm soát thắng là ổn định, đồng thời cũng tạo ra bố cục đối xứng cho cái phần chèn tay lái. Cái cụm đèn lái phía trước được bổ sung thêm Bicol LED hào mỏ hơn, cho ra tín hiệu ánh sáng mạnh mẽ hơn. Chưa hết, nó còn tăng thêm cái chút thẩm mỹ cho cái phần mặt tiền của chiếc Vespa Supreme. Cái nét đẹp khiêu gợi quyến rũ tốt ra từ phần dàn chân, nó tạo ra từ bộ mâm Maru CNC màu bạc bóng bẩy, cấu tạo là từ một cái khối nhôm nguyên khối ở dùng cái công nghệ CNC để tạo ra hình dáng dựa trên bản vẽ đã lập trình sẵn từ ban đầu. Một cái chút điểm nhấn ở dàn chân trước chính là heo Rainbow Blitz 2 bit đối xứng kết hợp cùng cộng dầu heo bấm độ S chất lượng. Đĩa thắng trước chính là cái dòng của Gaffer vừa đẹp mắt mà còn có một cái hiệu năng hãm phanh rất tốt. Cái phuộc nhúng cho cái dàn chân sau được người chủ tích hợp cái cây phuộc Hollin ống ánh và một cái bộ phát trắng phục CNC theo tính từ Maru, một cái thương hiệu cũng rất nổi tiếng với những món đồ chơi dành riêng cho cái dòng Vespa. Bác hậu của chiếc Vespa Supreme hôm nay chính là nơi trú ngụ cái phần đèn hậu Liber 10 xe đến từ Celioni, nó sắc sảo tăng thêm chút nổi bật trong quá trình thông báo đèn tín hiệu. Âm thanh trầm ấm không kém phần là phấn khích của cái chiếc Vespa Supreme hôm nay đến từ một cái cable Bolini, đằng sau đó chính là cái bộ quạt tản gió nhiệt đến từ Maru CNC. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại cái chiếc Vespa Supreme dọn cực đẹp nhé. Quay dọn kiển với một cái dàn đồ chơi hàng tuyển. Cái bản đồ dưới đây lấy cảm hứng từ cái dòng quay 110 đình đám một thời. Sau khi trải qua rất nhiều năm thăng trầm thì dòng xe này đã được người chủ của nó ưu ái khi tốn một khoản tiền cực lớn sơn, sửa cũng như độ chế thêm một vài món đồ chơi để em ấy trở thành một cái dòng xe dọn kiển đẹp mắt. Đầu tiên anh em thấy chiếc xe rất là mới, từ những chi tiết ký hiệu SIM trên cái cụm cho đến vật kính đồng hồ. Đó là do người chủ đã dọn thay mới hết tất cả những chi tiết này, chiếc xe cho nên dọn mới sạch sẽ hơn bao giờ hết. Nhìn xuống cái dàn chân con quay hôm nay, ta vẫn thấy những gót cơ mục quen thuộc ngày nào như chiếc dòng đồ chơi kết nối vào gọn hẹp của Rainbow nhỏ 2 bit để xứng đi cùng với đĩa Gaffer KTM kích thước là 260. Hai món đồ chơi có thể lắp lên chiếc xe phải chia ra một khoản tiền kha khá để tiện thêm cái vách heo và đất lòng. Với một cái cây phục VS bình dầu trên cho cái dòng quay rim và Fuser cả ISLO, thiết kế mới nhất bình dầu nằm trên cũng khá đẹp, tăng khả năng y máy khi vận hành. Đây là một cái dòng phục chính hãng đến từ Thái Lan, sản xuất với thiết kế bình dầu trên sẽ gây vướng cái phần dàn áo, anh em khoét rộng hơn để không bị cả cứng. Và đây show ra hoàn toàn một dàn chân bóng sạch sẽ, không một vết dơ, không một vết chạy, đủ cho thấy chiếc xe được người chủ nó cưng cỡ nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, share, subscribe.